Ui không, phải ba này nhá. Cái thế này phải ba này mà, cái hình nộm này ngon quá. Bùm. Thần tài, thần tài. Bùm. Ui giời ơi, đây rồi á. Ui, đẹp ta. Ui. Ui. Hội nghị họp tướng đi. Cái tấn sung tùng nhá, tấn kêu sung tùng nhiều nha. Yeah. Buổi trưa vẻ nha, nay bận ca coi đờ xin nhiều mặt. Dạ, em cảm ơn sandwich 5 cái chiến núi nhá. Cứ khi nào anh rảnh anh vô sim là được anh ơi. Vương Mịnh Sứ Thanh Hoa một lút rồi, nhưng mà em chỉ mới bán Nico để cho nên em chỉ roll loại này nhá. Vé kim cương roll chạy. Loại 1 vé kim cương, loại 2 buông bỏ mọi thứ không? Lấy loại này kiểu như là mình hướng hướng cái gì content đó. Ui không, phải ba này nhá. Cái thứ này phải ba này mà, cái hình nộm này ngon quá. Bùm. Thần tài, thần tài, thần tài hiền dễ thuật sĩ à. Không, cái này ngon quá anh em ơi, cái này không bỏ được. Từ những cái thần tài này chắc chắn là ngon hơn đúng không? Làm gì có vé trúng thưởng nào ngon hơn ở đây đúng không anh? Ba thần tài nào ra sau đi. Ra sau nó ra ra đi, em chè húp húp cái. Cái này quỷ thư đúng không? Nhà level 5 mà. Level 4 mà 5 chiếc. Ủa rồi là cái thế là hình như nãy giờ mình đang không kích cái hệ nào trong cái cọc này đúng không? Kinh doanh không chấn đã đầu nết 5.000 đồng. Sau này tiêu đề lại có hoặc 10 tiếng thế em trẻ sợ ả mặt cười. Cả Ninh Loan không chấn nhá. Em chỉ hơi một chút sợ sợ á. Tôi sắp gay đã đầu nết 5.000 đồng. Em trẻ cho tôi hỏi mẫu bạn trai lý tôi tưởng gay của em nhá. Là gì dày? Là cậu đấy. hỏi đố nữa. Mẫu bạn trai lý tưởng nữa. Đây rồi đi mời. Đây rồi. 5 à. 1, 2, 3, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có. Cảnh Lâm Tuấn Phe nhá. Dân bò ơi. Ê nhầm, Bubby ơi, Bubby xả tiền đi Bubby. Bubby lấy gọi là đồ phế vật thành bổ vật để đánh Win Switch đi Bubby. Cho em chị đánh luôn cái. Kiểu như là Bubby dù gì cũng nổ rồi đúng không? Ê, em chị nghĩ là kiểu như là nổ 5 số là đẹp luôn á. Đẹp rồi á, em chỉ nghĩ phải là đẹp rồi á Bubby ơi. Cái thế vang xin à. Không, nhưng mà nhà này ý là nổ rồi mà đúng không? Đã donate 5.000 đồng. 14.9 cây kiếm còng mùa 1 quay lại. Cảm chúc không ngủ bỏ dấu hỏi nhá. Thêm một đống đồ mới nữa. 14.9 à? Lâu quá, em chỉ nghĩ là lâu quá, hơi xa đấy chứ. Một chút là hơi xa đấy chứ. Em chỉ nghĩ khi nào update thì mình mới xem á. Chứ giờ xem nổ não đấy em ơi. Cái thế tí kịp cái này vào nhá em nhá. Ba cao cường nhá em ơi. Nhưng mà thật ra cái cọc của mình có một cái gọi là thuật sĩ đúng không? Ba rao nữa mà 3.3 là em chè với lại dân bo có thể gặp nhau à. Thôi vậy sự tùy duyên nhá. Ở hiền gặp lành anh em ơi. Em chỉ nghĩ là cái thế gọi là ở hiền gặp lành đấy. 3.3 chắc không gặp đâu. 3 rao nữa à. Ở hiền gặp phiền không? Ở hiền gặp phiền. Thấy chứ bán nè. Không có bán. Chết rồi em. Ế 5 thần tài. Cứ chết gì đâu ta. Nó lại là cái thế hợp lý đấy. Ui tưởng đang tính bảo á, là mình không để tướng vào để cho nó rớt ra con vô y hoặc là con Diana gì đó để có gì lên gọi là 2 sao 3 sao cho dễ. Tự nhiên cái năm không chết gì cả cho em nhá, thật sự là cái thế tốt nhá. Hay. Ủa tự nhiên cái thần tài ảo quá nhờ, khá ảo ma la gia đề đó, khá ma nhá em nhá, nó chỉ là ma kim minh nhá. Ok. Tôi sắp gay đã donate 5.000 đồng. Tôi sắp gay nhá. 7 thần tài thì làm người yêu tới nhé. Nhưng mà loại 2 ra cho em chị ấn thần tài thì em chị mới làm được. Phải ra ấn thần tài em chị mới làm được nha. Ấn thần tài đi 5 tỷ đấy. Ấn thần tài đi. Chưa, một kỳ ngộ tất cả đều nhanh hơn à. Ngon, nhanh hơn à. Khá hợp lý đấy. Cái thấy cầm nhanh đó anh em ơi. Ấn thần tài đi. Ấn thần tài. Ui, không có nào hết à. Rôn cái này cái đẻ này. Rôn luôn cái này. Úi giời ơi.
Em chè canh hủ 30 cho còn nó em con khôi tên nhá. Cho nó còn tên à. Ai à, muốn bỏ mọi thứ à. Nhưng mà flexing gớm gớm vậy. Gương lừa gạt anh em nhá. Tí lên 3 sao xong rồi cho nó gương gương với nhau đi. Là ghê đấy anh em ơi. Ui, tùy duyên em chè à. Em chè à. Em chè xin lỗi dân bò flexing nha. Làm dân bò mất chuỗi luôn à. Ê nhưng mà em chè nghĩ là bây giờ nhá cái round này nhá dân bò. Ừ nhờ, không được nhờ. Ui nó phải đấu được 30 số đâu. Ê do em chè á. Ê thật sự do em chè á dân bò ơi. Lỗi em chè á. Có gì tối em chè bù cho nhá dân dân bò nhá. Dân bò si tình nhá. Phải bù á, phải bù á. Cái này nặng á. Bao nhiêu round nữa nha anh em nhỏ? 3 round nữa, 15 mà. 33 lên 15 là 48, 48 với lại 18 là hả 66 à. 66 với lại hả 21 là 87 à. Là bây giờ game này mình sẽ nổ hũ 87 số à. Ồ, rồi. Thích thì chiến ha. Thích thì chiến ha. Ờ, nhưng mà bây giờ ra chắc ra cho em chị Annie rồi không được. Ok, nó sẽ ra cho em chị ba hiền giả anh em nhé. Tại vì cái round này là mình phải lấy gọi là tướng phù hợp với đội hình của mình. Mình sẽ lấy con Morgana anh em nhé. Trời, chạy nhanh dữ rồi trời. Cũng là Shibu Morgana tốt. Ủa? Cứ giả vờ là vậy đi, cứ giả vờ là ừ là cứ cho là ba thuật sĩ đi. Ủa nhưng mà rõ ràng là ba thuật sĩ nó ở dưới mà. Ê, hình như nó có cái gì đó sai sai á, tại vì em chè nhớ em chè cái map này nhiều lắm. Không bao giờ nó như vậy cơ, hai trận rồi đó. Ảo thế nhỉ anh em nhỉ. 3 trên 4 thuật sĩ đúng rồi à, đúng cái gì không đúng. Em chè cũng ba cái kia mà, em chè cũng ba hiền giả mà. Ý là liên quan gì? Ý là tại sao nó không phải là ba hiền giả? Bình thường em chị chơi em chị hay để ý cái này lắm. Ý là hôm nay là hai lần đầu tiên á. Hai lần đầu tiên kiểu như là nó ra tướng không đúng á. Không phải. Ờ người ta chơi game một mạng ra sau hồi lên 25 máu. Ờ ra sau rôn rôn để thua đẹp anh em ơi. Ngân sách cân bằng bạn bè phương xa huy hiệu đấu sĩ. Ờ ngân sách cân bằng này ngon nha. Stick to the plan. We have a plan. Here comes the food. Try to keep up. I'm Zoe. What's your name? Here I Mọi chuyện đâu còn có đó anh em nhá, đâu còn có đó anh em nhá. Cần xe sủi nhá. Ê, cần là cái tên Hello YouTube nha. Lâu lắm rồi mới có một game bảy thần tài anh em nhá. Game này phải mạng đôi nhãn anh em nhá. Không mạng đôi nhãn không lấy tiền đấy. Tu du du tu du tu tu du du tu du 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 ai 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 e 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 e. Ui 112 số luôn mà. Quick chè đã donate 5555 đồng. Ước gì game này là game đầu. Thằng Quick chè nhá. Ui. Ui. Ê nhưng mà cái thế này sao cái này yếu quá nhờ. Chống tông lòng thù nhá. Yeah. Cái gì đó, cái gì đó. Dạ, hay 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 hay. Ê, 9 thằng tài là có nhá. Một ấn nữa là 9 thằng tài nhá. Rồi rồi. Chờ em chị một xíu anh em ơi. Phải là 9 thằng tài đó. Chào YouTube, tôi đã ở đây bắn thùm luôn. Cần tí tí nhá. Rồi, thôi bắn thùm lum ha. Đã donate thắng đi. Đồng. Ok, hello YouTube. Cần vi nhá. Người ta còn một game top 1 cái nhà anh em nhỉ. Mạng đôi nhẹn cái nhà anh em nhỉ. Chìm ơn đấy, chìm ơn đấy.
Khánh phép à. Em chỉ nghĩ là nhặt con này đi. Nhặt con Ire đi em ơi, về nhà làm vuốt rồng luôn. Xong rồi có gì kiểu như là năm sử gia gì gì đó luôn đi. Ê, 26 số này mình có nên gọi là bấm gọi là họ tiếp tục không? Để cho nó lên thêm một cái nữa để biết đâu nó ra được con sách cho ấn không? Không, nhưng mà cái đoạn này em chỉ nghĩ là cần mạnh thêm một xíu đi. Không, mình xả tiền đi, mình mạnh thêm một tí đã. Xong mình lên thẳng 9 luôn. Đoạn này mình bắt buộc phải thắng nha. Mình thật sự là phải thắng đấy. Đó, 4 quỷ nhân 5 cao cường. Gớm 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 chứ có phải dạng vừa đâu, gớm chứ có phải dạng vừa đâu em ơi. Lấp là lấp lánh vậy luôn mà. Hello YouTube. Cẩn thận nhá. Ê cái bài em chỉ nhìn hệ này em ơi, nhìn quỷ đó. Nhìn thật sự là quỷ ma em ơi. Con gì ra này có thể thay bằng một con gì đó không? Yêu xe lấp lánh hàng lựu luôn em. Nhưng mà con vô y em chè nó đang kiểu như là đang một sao á, cho nên nhìn nó hơi cùi, nhìn nó hơi cá cùi nha. Nhìn nó hơi cá bà cùi á. Không, nhưng mà nhìn bà em chè ghê vãi. Không, năm cao cường này thêm 26% sát thương. Nhìn nhiều điên á. Cứ xoẻ tiền đoạn này cái đẻ nha anh em nhá. Cái phong thái sợ chết một tí đi. Sẻn à. Cái thứ sẻn sủng à. Con này vào đây chắc chắn là ngon hơn. Ô, con này cao cường à, con này cao cường không thay được, không thay được. Từ nhá, nếu vậy con này, ừ con này cũng cao cường nhỉ. Sao kẻ thay được cái gì vậy? Giống như bọn em chị đang không thay được cái gì lắm anh em ơi. Ê, để tiền lên lên level 10 nhá anh em nhá. Lên level 10 để bạn con có bác rồi. Hoặc là phải roll 2 sao. Vĩnh bỏ nghề báo sao thì sẽ an toàn đã đúng không? Donate 5.000 đồng. Vĩnh bỏ nghề báo sẽ đang thơ nhá. Hắn có chút run sợ, máu hắn không còn nhiều. Nhưng hắn sợ gì chứ? Hắn là cựu vô địch TFT mà, thần tài là bài tử của hắn mà. Còn đủ một đống quà và hệ nữa. Cái thứ này, cái thứ này top 1 phải là của hắn rồi. Phải là như thế rồi, phải là như thế rồi. Ok, thắng luôn nhà này, này hay chưa? Nhà này mạnh mạnh nhưng em chỉ vẫn thắng với em nhá. Chiu chiu bro. Chiu chiu bro. Kênh sắp 3 kìa. Kênh sắp 3 kìa. Nhưng mà nhà này viewer em chỉ không ôm bài đâu. Em chỉ tịnh người lắm, em chỉ tịnh người lắm. Tịnh người lắm. Xong tí em chỉ bị đấm không? Tí em chỉ mới chính nhà nó đấm không? Đúng ván cái đầu quá nhở. Lên cấp luôn nha em ơi. Đó. 7 thần tài, 5 cao cường, 5 quý nhân, 5 sử gia, 4 thuật sĩ, 4 đấu sĩ, 3 hiền giả, 2 long vương. Dê dâm đã donate 5.000 đồng, 9 thần tài 500k. Cần dê dâm nhá, ok nôi, em chỉ nhận kèo nhá nôi. Chọn 3 thiên cung luôn không? Một bài đấu rất là N hệ không? Chụp chụp lại cái này cái đã. Chụp trước cái đã. Rồi tính sau anh em ơi. Ông bài em chỉ hệ ghê lắm. Nhìn thấy cái vẻ một sao nhưng mà bài kiểu nhiều hệ. Mà mấy cái hệ này nó cũng mạnh cơ anh em ơi. Cái gu nó, cái gu nó, cái gu nó. Tù nha, tù nha. Con gì cũng muốn giữ á. Con tim môi để chính thằng tài này. Ra sao chắc em chè làm tí gọi là nâng tầm nữa anh em ơi. Làm tí nâng tầm đi. À, hay là bỏ bớt kiểu như là cao cường ra nhở. Đánh ba cao cường thôi không. Bùa này. Là 17 máu à. 5.000 đồng. Cấn bi nhá. Hết máu rồi. Làm content đi. Xóa ngoài. Yeah. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đây rồi á. Chính là cái thứ đây rồi á. Bán con này đi này. Bán con này đi này. Ba con này này. Bắp BMT đã donate 5.000 đồng.
Cố lên em trẻ ơi, tôi sắp ra rồi trẻ ơi. Không bắt vào một tờ nhá, em chỉ xin nhá. Em chỉ xin chín thằng tài nhá. Em chỉ xin kèo nhá. Rồi bây giờ cái thế này gọi là slow roll đúng không? Slow roll 5 vàng 3 sao anh nhớ anh em nhỉ? 5.000 đồng. Hello YouTube, I will be. Cấm xe sủi nhá. 5 vàng 3 sao ha. Các bạn em chỉ để xoáy hết đi. Chỉ lấy 5 vàng thôi đúng không? Mình sẽ bỏ hết mấy con gọi là không phải là ấy ra. Mình cứ bỏ mấy con không phải là 5 tiền ra đúng không? Sao mình nuôi mấy con này thôi đúng không? Tiền bắt đầu nó nhiều á, bắt đầu nó nhiều rồi đấy, nó bắt đầu nhiều hơn rồi đấy, anh em ơi. Tôi đã ở đây cộng một clip. Còn spicy nhá. Ủa cái gì đấy? Nâng cấp thực phẩm ở đâu ra nhỏ anh em nhỏ? Bi đã donate. Bây giờ hai người này sẽ cạnh tranh cấp 2 đúng không? Ba sao được xì phép off luôn. Còn Bi nhá. Thôi em chị không off đâu, em chị chơi nữa, em chị đang thèm chơi. Em chị đang bị ghiền á. 148 vàng à. Ôi tốt kìa. Ôi trời ơi, dắp chết rồi. Cứ thử vận may nhé bà con có bác ơi. Ok. Y re 4 con này 4 con này 4 con mà. Như này đi. Cuối cùng cũng đánh chúng đá voi 52 hiệp nhá. Yeah. Phải đúng á. Khè. 70 số có khả năng ra 2 Nico à. Cái này bao nhiêu số rồi nhờ? Cứ thử vận may đi, cái này bao nhiêu số vậy? 100 vàng rồi, chứ tính 100 vàng rồi. Ok. Thêm một round nữa nhá anh em nhá, thêm một round nữa đi. Nhiều thứ quá à. Em chỉ nghĩ là con này em chỉ bỏ rồi. Hậu quay 2 cho đỡ chấp chỗ này, Ire, Ire. Hậu quay nữa nhưng mà kìa 6 con. Con này bỏ, con này bỏ. Ra sao bán hết bọn thằng tài Ron anh em nhá. Cứ chiều chiều anh chỉ nghĩ lo được mà. Một ca điểm kỳ nhá. Mà đánh ra được bài này thì chắc năm nay vô địch chung kết thế giới chứ nhỉ. Có không vậy? Vậy chỉ ước tính 100 vàng em chỉ nghĩ là cũng ok la đó. Với lại cái lượng tiền này em chỉ nghĩ là đủ Ron rồi, thật sự đủ Ron rồi anh em ơi. Ủa sao cái lần này con này nó bán ít tiền quá vậy? Ủa sao nó tùy ra hay là nó như thế nào nhỉ anh em nhỉ? Nhà này thắng à. Bán nha anh em nhá, xóa tiền nha anh em nhá. Xóa tiền này. Xong rồi bán con này. Đó, chuẩn chưa? Để con này vào. Đó. Xong rồi nhặt cái này. Ui trời ơi, cái gì đấy? Bạc 3 với lại cái gì 3 đấy, cái gì đấy? Không cần lắm gì vậy. Ui giời ơi, hai cái dép chết nữa. Roll như vậy nó mới kiểu như là nó mới có slot để roll anh em ơi. Thôi nó hơi gọi là chật chội đó. Trồn xanh lè đã donate 5.000 đồng. Cây bị nhận damage mới được nhả vàng em trẻ ơi. À, cảm ơn trồn xanh lè nhá. Sao toàn ra cao thế này? Ủa hết tướng rồi à? Ủa hết tướng rồi anh em? Sao em chỉ luôn toàn ra cao thế này? Hồi qua nhà kia cầm 3 con hả? Cái gì cũng được mà đúng không? Có Nico này. Nói chung là AG chắc chắn là lên 3 rồi. Hai round nữa là con này 3 đúng không? Nhà này Huawei Rakan Wukong từ nhớ nhà này Huawei Rakan Wukong. Nhà này Ire chắc là khó lên anh em ơi. Cho nên em chỉ nghĩ là chắc là bỏ Ire đi. Tiếp tục
Cái gì đấy? Cái gì đấy? Mày nghĩ thế này? Không, ý là kiểu như là cái bùa tướng nó bắt đầu ma ma rồi đó, em ơi, nó bắt đầu ma ma rồi đó. Ra sau em chỉ nghĩ là bỏ tướng ra một round đi, lên AG3 cho nó đẹp mắt đi. N-I-R-E à? Thế N-I-R-E ha? Xét được 7 con đúng không? Một thủy I-R-E à? Nhưng bắt I-R-E vào nó cũng không lên được 3 đúng không? Tại vì nhà này còn 2 con rồi. Nhà này lại thắng bóng mà. Ê, thật sự là cái thấy cào quần đó em ơi. Hai con I-R-E ở round đi chợ tức là hết 5 tiền rồi. Tức là nó đang gọi là trong hệ thống gọi là người ta gọi là cho mình một cái thông tin là đã hết 5 tiền rồi. 5 tiền chỉ còn I-R-E thôi. Cho hai con I-R-E ở ngoài ra đi chợ. Ồ. Xong lại I-R-E nữa này. Nó chỉ còn I-R-E thôi nên mọi người chờ đi. Đã donate 5.000 đồng. Còn kém bộ thời gian nhá. Chứ em trẻ không trâu game. Nhưng mà ra sao em chị AG3 rồi. Ra sao AG3 trước đi nhỉ anh em nhỉ. Bán hờ quay đi. Hờ quay hờ vũng cái gì. Ra sao AG3 đi cho nó đẹp mắt. Nico một con gì đó cho nó đỡ vướng đi. Nico càng vướng à. Khè. Ý là mình roll nhưng mà nó không ra chứ. Nó không ra gọi là 3 sao chứ. Chứ không phải là em chỉ không xài tiền nhá em nhá. Nhưng mà AG3 là vui rồi, AG3 cái thế vẻ vẻ nè. Ê nhưng mà game này quỷ quá, game này là cái ấn thần tài này quỷ quá đi môi. Ê nhưng mà lì lợp mặt ngựa nhà đánh đánh sướng nhờ. Đánh game này sướng quá. Ê nhà này thắng mình nè. Và đó là hey. Let's do it. Tăng đăng 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 tăng đăng 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 ta la 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 ta la ta la. Hết 5 tiền luôn rồi. Hết 5 tiền luôn rồi anh em ơi. Tiu du tu du tu 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 du. Bao nhiêu slot đấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N slot anh em ơi. Tụi mày đếm thì nó hơi gọi là dài hơi đấy. Thật sự là N slot đấy anh em ơi. Ui, đẹp ta. Ui. Ui. Anh em biết cái trò mà kiểu như là cho mấy cái laser, kiểu cho mấy cái laser điện á, xong rồi mình phải vượt qua là đi từ đầu này tới đầu kia á, xong mình phải uốn éo gọi là đi qua gọi là cái laser á. Con AG nó thật sự là tạo ra cái khung cảnh đó luôn á chứ. Anh em đẹp nhờ. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Kiểu như là lòn lòn qua cái thế laser rồi. Thế luồn lách hả? Lòn ly. Lòn lòn ly lòn ly. Hết 5 tiền rồi em ơi. Roll nó không có ra 5 tiền á. Long đã 7 UD, 7 set, 4 này thì cho cái gương vào Azure DM chè. Còn Long nhá, cho cái gương vào gì à? Ok anh ơi, được luôn anh ơi. Được luôn anh ơi. Cho cái gương vào AG cho đẹp anh em nhá. Cho đẹp đội hình anh em nhá. Mấy IRE xong lại tiếp tục ra IRE à, gỡ đồ ông này. Hay là cho AG cầm 3 cái gọi là giáp chết không? Đâu rồi? Cái gương đâu? Ở đây. Không có thấy, không có thấy anh em ơi. Không có thấy á. Không có thấy lắm á. Như này đó. Khè 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 khè. Và đó là AG3. Hello YouTuber. Wow. Cảm ơn Linh nhá. Cho tôi roll với cho tôi roll một xíu với ông ơi. Long đã donate 5.000 đồng. Tấn Long nhá. À... nhưng mà roll 5 vàng 3 sao em chỉ nghĩ là nó cũng gọi là cần cái gì đó. Chứ roll chay này roll nó không ra cái mua tướng 5 tiền luôn á chứ. Dạ. Mua tướng lỗi.
Vua tướng bị lỗi chắc chắn là bị lỗi luôn anh em ơi. Không phải là người ta cầm đâu. Em chỉ nghĩ nó bị lỗi đấy, tại vì nhà này cũng đâu có cầm gì đâu đúng không? Cầm mỗi hai con Ire chứ mấy.